trưởng bộ môn da liễu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ Bá, viêm nang lông là bệnh gì và bệnh có nguyên nhân từ đâu ạ? Có thể nói viêm nang lông cũng là một cái bệnh da khá phổ biến. Dạ. Và thường thì người ta thấy là người ta gặp cái tỷ lệ ở nam thì nhiều hơn nữ. Dạ. Có người thì khi người ta thấy xuất hiện trên vùng da đầu, kéo dài thường xuyên, cứ tái đi tái lại, bị ngứa, rồi thỉnh thoảng người ta lại thấy là nó tróc vẩy, rồi nó nung mủ trên da đầu. Dạ. Mà người dân thì thường hay có tên gọi là bị nấm da đầu. Dạ. Đấy, thì người ta thường có cái triệu chứng như thế. Thì chúng ta biết cái viêm nang lông là bản chất thì nó thông thường là do các loại vi trùng gây nên. Một số loại vi trùng sinh mủ thường trú trên da cũng gây nên viêm nang lông. Dạ. Và một số trường hợp khác thì có thể nó gây ra do vi nấm. Vậy thì tóm lại thì đó là những cái tác nhân thường gặp gây viêm nang lông. Dạ. Và chúng ta thấy là có thể bệnh nó xuất hiện rất nhiều nơi. Dạ. Và thường tập trung ở những vùng có lông, có tóc. Dạ. Thì có thể xuất hiện về triệu chứng đó. Khi một người bị viêm nang lông thì sẽ có biểu hiện như thế nào và việc chẩn đoán bệnh viêm nang lông này ra sao thưa bác sĩ Bác? Người ta có thể dễ dàng nhận thấy nhận biết cái viêm nang lông thông qua một số hình ảnh như có thể người ta thấy các sẩn viêm. Dạ. Thậm chí có thể thấy các cái mụn mủ và ở ngay mấy cái chân lông, chân tóc. Và đôi khi trên mũ ta thấy có một cái sợi tóc nó xuyên qua. Yeah. Đấy. Người ta cũng có thể thấy hình ảnh đó ở một số vị trí, ví dụ như ở lông mày nè. Yeah. Rồi nam giới thì ở vùng râu nè. Yeah. Ví dụ trong một số trường hợp người ta cạo râu bằng các cái lưỡi dao nó không bén chẳng hạn, nó gây các cái vi chấn thương trên da, thì đó cũng chính là cái điều kiện nó gây viêm nang lông. Còn phụ nữ thì có thể gặp nhiều nơi đó. À, do một số tác động bên ngoài cũng có thể nó gây cái hình ảnh viêm nang lông. Yeah. Và điều đặc biệt là người ta sẽ có triệu chứng ngứa. Yeah. Và đối với người đàn ông thì người ta thấy là bệnh dường như nó tái phát phải nhiều hơn sau những trường hợp người ta dùng nhiều rượu bia. Yeah. Đấy thì viêm nang lông nó sẽ bộc phát cái triệu chứng nó tiền hình. Viêm nang lông điều trị có phức tạp không thưa bác sĩ Bác? Chính vì chúng ta thấy là mặc dù là cái nguyên nhân người ta được biết là liên quan đến vi trùng và vi nấm, cho nên trong việc điều trị thì chắc chắn người ta sẽ áp dụng phối hợp giữa điều trị tại chỗ và điều trị toàn thân. Người ta sẽ sử dụng các cái loại kháng sinh hay là các thuốc chống nhiễm khuẩn hoặc là chống vi nấm để chúng ta điều trị. Tuy nhiên chúng ta thấy trong thực tế thì viêm nang lông cũng rất dễ tái phát. Thế thì tại sao lại có thể xảy ra tình trạng tái phát thường xuyên như vậy? Thì rõ ràng là có thể nó chịu sự can thiệp rất nhiều yếu tố. Có thể là khi người ta điều trị như vậy nhưng mà người ta không tuân thủ đúng cái phác đồ điều trị và cái liều lượng thuốc cũng giống như cái thời gian điều trị. Đó là vấn đề cần lưu ý. Vấn đề thứ hai nữa là khi điều trị thì có khi chúng ta cũng không nên tự điều trị mỗi khi chúng ta sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh. Yeah. Vì cái nguy cơ mà chúng ta tự sử dụng thuốc như vậy thì có thể nó dẫn tới tình trạng là cái vi trùng nó kháng thuốc. Đấy. Và một vấn đề nữa là mặc dù ta đã dùng các thuốc chống nhiễm khuẩn, chống vi trùng rồi, nhưng chúng ta cũng không quên rằng một số yếu tố thuận lợi, ví dụ như yếu tố vệ sinh nè. Yeah. Môi trường nè, ví dụ như một số ảnh hưởng về hóa chất, ví dụ như thuốc nhuộm tóc chẳng hạn, hay là những yếu tố tác động từ bên ngoài, nó cũng là yếu tố tán trợ thúc đẩy cho sự xuất hiện viêm nang lông. Yeah. Và nếu như người ta lạm dụng một loại thuốc bôi nào đó, ví dụ có corticoid chẳng hạn, thì cái khả năng có thể làm cho bệnh sau đó trở nên trầm trọng hơn. Yeah. Hoặc giả là khi người ta bôi thuốc không đúng thì cái khả năng có thể gây nên hiện tượng tràm hóa. Yeah. Hoặc là viêm da tiếp xúc dị ứng thứ phát. Yeah. Thì đó cũng là những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm trong vấn đề điều trị. Vậy thì khi ta hiểu được điều này để ta loại đi các cái thuốc bất lợi này thì đồng nghĩa với câu chuyện là chúng ta sẽ phòng ngừa được cách hiệu quả viêm nang lông. Yeah. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Trang Bá về vấn đề viêm nang lông ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị.